khối tài sản 11 tỷ euro của cựu sao Arsenal. Matteo Flamini trở thành một trong những cựu danh thủ thành công nhất khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Với việc nắm 60% cổ phần công ty tên JS Biochemic, ngôi sao một thời của tuyển Pháp được cho là sở hữu khối tài sản lên tới 11 tỷ euro, định giá từ Forbes. JS Biochemic là công ty sinh hóa đầu tiên trên thế giới sản xuất axit levulin, một loại nguyên liệu thay cho dầu mỏ và có thể được sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Năm 2010, Flamini cùng Pasquale Granata, một doanh nhân khác, đồng sáng lập JS Biochemic, công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất axit levulin. Hóa chất được coi là chìa khóa tiềm năng để sản xuất năng lượng và vật liệu sinh học thân thiện với môi trường. Năm 2014, Bộ Năng lượng Mỹ nhận định chất axit levulin công ty của Flamini đang sản xuất là một trong 12 chất sinh hóa có khả năng tạo ra giá trị cao nhất trong tương lai. Đến năm 2020, công ty của cựu tiền vệ Arsenal và AC Milan có bước phát triển tốt và thu hút được nhiều nhà đầu tư. Sau 15 năm kể từ khi sáng lập JS Biochemic, CEO Flamini nhanh chóng gia tăng khối tài sản của mình. Với tầm ảnh hưởng và những thành công kinh doanh của mình, cựu sao người Pháp cũng thường xuyên được mời làm diễn giả trong các diễn đàn kinh tế trên toàn cầu. Khi còn nhỏ, tôi có hai niềm đam mê, bóng đá và sự bền vững. Tôi lớn lên ở Marseille, thành phố biển và ý thức được vấn đề môi trường. Rác thải nhựa đại dương và ô nhiễm hóa chất từ thời thơ ấu, anh tiết lộ về lý do thúc đẩy mình tham gia dự án để bảo vệ môi trường. Flamini từng là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu châu Âu gần hai thập niên trước. Trưởng thành từ lò đào tạo của Marseille, cựu danh thủ sinh năm 1984 chơi nổi bật trong màu áo Arsenal và giúp câu lạc bộ vào đến chung kết Champions League mùa 2005-06. Sau khi chuyển sang AC Milan, Flamini vô địch Serie A năm 2011.